Và tôi đã xin phép các thầy các cô các anh chị ta bắt đầu cái phiên thảo luận là chuyên khoa bệnh phổi kẽ. Thưa các thầy cô thì cái bệnh lý phổi kẽ là cái nhóm bệnh mà còn vẫn nhất rất nhiều vấn đề khó khăn thách thức trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh phổi kẽ hiện nay cũng đã là một cái gánh nặng về sức khỏe cho và kinh tế cho gia đình người bệnh và xã hội. Hôm nay thì hội Việt Nam chúng ta sẽ tổ chức cái phiên thảo luận đa chuyên khoa về kẽ. Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô tham dự thì có phó sư tiến sĩ Lê Thượng Vũ, bệnh viện Đại học Y Dược, thầy Vũ đã và phó sư tiến sĩ Nguyễn Phương Thủy, phó trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai và thạc sĩ Nguyễn Hằng Thịnh, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, phó thạc sĩ Trung Quốc Thanh ở bệnh viện Medatech. Phó sư Phan Thu Phương thì đang có một tí việc ở dưới nhà và có tiến sĩ Vũ Địch Thu Trang bệnh viện Bạch Mai. Thì hết thì xin mời các bạn trình bày cái ca bệnh thứ nhất. Kính thưa các thầy cô, thì em xin trình bày ca bệnh LID ạ. Bệnh nhân nữ 64 tuổi, chẩn đoán lúc vào viện vào trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai và chẩn đoán là suy hô hấp tổn thương phổi kẽ tiến triển, sơ cứng bì và tắc nghẽn van gan ạ. Lý do vào viện là khó thở. Tiền sử thì bệnh nhân làm nghề là làm ruộng ạ. Môi trường thì không có khói bụi, gia đình thì không nuôi chó mèo, không tiếp xúc với các hóa chất. Các tiền sử khác về bệnh phổi kẽ là tháng 2 năm 2024 thì bệnh nhân xuất hiện khó thở, ho khan, đi khám có chụp cắt lớp phổi thì có tổn thương phổi kẽ, làm các xét nghiệm kháng thể, sinh thiết da tại ngón bốn tay phải, chẩn đoán là xơ cứng bì có tổn thương phổi kẽ, tăng men gan chưa rõ nguyên nhân, tải chuyên khoa da liễu ạ. Kê đơn về thì có dùng Mederol 8 mg trên ngày kết hợp với HCQ. Về tiền sử gia đình các bệnh phổi kẽ thì chưa phát hiện bất thường ạ. Về bệnh sử là từ tháng 2 năm 2024 bệnh nhân được duy trì đơn theo chuyên khoa da liễu có Mederol và HCQ. Thì các triệu chứng của bệnh nhân về mặt hô hấp thì có ho khan và khó thở khi gắng sức khi lên cầu thang. Một tháng nay thì bệnh nhân xuất hiện ho khạc đờm trắng, khó thở gắng sức tăng lên, không sốt, mệt mỏi nhiều tăng dần và về tỉnh được điều trị 2 tuần, có làm các xét nghiệm đấy là nội soi phế quản, sử dụng kháng sinh cefalosporin thế hệ 3, sử dụng Mederol tăng liều lên 16 mg kết hợp với Cellcept. Nhưng tuy nhiên là các triệu chứng của bệnh nhân thì không cải thiện, khó thở tăng dần, đặc biệt khi gắng sức, không sốt, không yếu cơ, không đau khớp thì nhập viện. Khám bệnh của bệnh nhân thì bệnh nhân tỉnh, không sốt, không có hội chứng nhiễm trùng, da niêm mạc hồng, không phù, ho khạc ít đờm trắng, đau tức ngực trái, khó thở khi gắng sức, tim thì nhịp đều, phổi răn nổ hai bên, nhịp thở 25 lần trên phút ạ. Mạch huyết áp thì ổn định. Lúc vào viện thì bệnh nhân thở oxy kính FPO2 96%. Tuy nhiên bệnh nhân thì có nhiều đợt tụt oxy lúc gắng sức. Oxy thấp nhất lúc đấy là 370% và được chuyển thở HFNC ạ. Khám về các triệu chứng tải khớp và tải da của bệnh nhân thì bệnh nhân không có đau khớp, không có biến dạng khớp lên lâm sàng, cơ lực chi trên và chi dưới đều 5/5, có sảm da vùng mặt, bệnh nhân thì rụng tóc nhiều, có sần gót trông tại mặt duỗi bàn tay và khuỷu tay, có dấu hiệu heliotrop ở quanh mắt bệnh nhân, da mềm không có xơ cứng da và không có các triệu chứng của khô các tuyến. Đây là hình ảnh của bệnh nhân ạ. Tay bệnh nhân đây là vị trí sinh thiết ở tại chuyên khoa da liễu thì bệnh nhân được sinh thiết da tại ngón bốn bàn tay phải. Đây là vị trí sinh thiết da của bệnh nhân ạ. Về các khám bệnh về mặt lâm sàng thì rất cái ảnh bệnh nhân ở bên ngoài đời ấy, thì ở cái vùng mặt sảm da vùng mặt ấy, có các dấu hiệu heliotrop ở quanh mắt, bàn tay thì có dấu hiệu sần gót trông ở các mặt duỗi của bàn tay hai bên ạ, khuỷu tay cũng có dấu hiệu, cũng có các ban sần ở vùng khuỷu ạ. Về tổng hợp các xét nghiệm của bệnh nhân thì bệnh nhân này làm công thức máu thì có hemoglobin máu giảm HB là 107 ạ. Cung trực tiếp là dương tính 1 cộng. Với các xét nghiệm thì có tăng men gan, AST là 102, ALT là 91, CK thì bệnh nhân bình thường ạ. Xét nghiệm RF của bệnh nhân trong giới hạn bình thường, C3, C4, bổ thể không giảm ạ. Về chỉ số viêm thì bạch cầu của bệnh nhân bình thường, PCT là 0,07 ạ. Bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm trùng, ferritin là 3.200 và sau khi làm lại sau 3 ngày thì ferritin lên 4.200 ạ. Các chỉ số về tim mạch thì troponin T và proBNP trong giới hạn bình thường ạ. Tổng phân tích nước tiểu của bệnh nhân thì không có protein niệu. Các xét nghiệm vi sinh để đánh giá của bệnh nhân thì CMV IgM và CMV PCR âm tính ạ. Làm EBV IgM âm tính. Các xét nghiệm HIV, HBAG, HCV âm tính ạ. Quantiferon của bệnh nhân âm tính ạ. Về các tổng hợp xét nghiệm kháng thể thì xem lại hồ sơ của bệnh nhân thì từ tháng 2 bệnh nhân có chẩn đoán xơ cứng bì thì có xét nghiệm kháng thể
kháng thể anti-ANA của bệnh nhân dương tính với định lượng là 4,55 ạ. Các xét nghiệm DSDNA thì âm tính ạ. Và PNK-CNK âm tính. Đến 23 tháng 4, 2024 thì bệnh nhân có làm bổ xét nghiệm kháng thể lại thì ANA cũng dương tính, hiệu giá là 1,8. Các xét nghiệm về kháng phospholipid thì trong giới hạn bình thường ạ. SCL70 âm tính, JO1, SSA-SB âm tính ạ. Bệnh nhân có kháng thể Centrome dương tính với hiệu giá là 27,5 ạ. Bệnh nhân có được làm bổ kháng thể ANA profile 23 vào ngày 13 tháng 3 thì kết quả có RO52 dương tính 3 cộng, SENA và SENB dương tính ạ. Các xét nghiệm khác thì các chỉ số kháng thể khác thì âm tính. Đến tháng 7 2024 bệnh nhân nhập viện thì bọn em làm lại các xét nghiệm về bổ kháng thể thì có ANA cũng dương tính với hiệu giá là 1,6, DSDNA vẫn âm tính, bổ kháng thể kháng các đôi lipin thì âm tính ạ. SCL70 âm tính và RNB70 âm tính ạ. Về cận lâm sàng của bệnh nhân lúc vào viện thì tổn thương phổi X quang thì tổn thương phổi cả hai bên và nó diễn biến tăng dần trong quá trình nằm viện ạ. Phim phổi sau 7 ngày thì tổn thương phổi cũng xấu đi ạ. Bệnh nhân này thì có được chụp cắt lớp vi tính thì có tổn thương dạng OB và tổn thương tăng dần từ tháng 2, tháng 4 và đến tháng 7 năm 2024. Ở phim tháng 2 thì lát nữa thì sẽ có bác sĩ về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh sẽ đọc phim kỹ hơn ạ. Tuy nhiên thì sơ bộ thì tổn thương phim tháng 2 thì có một số cái tổn thương kẽ ở đáy phổi hai bên thôi. Đến tháng 4 thì tổn thương là tăng lên ở vùng hai đáy ạ. Và đến cái lúc thời điểm nhập viện thì tổn thương OB tăng lên cả vùng đỉnh và hai đáy phổi của bệnh nhân. Bệnh nhân cái dấu hiệu siêu hấp thì cũng tăng lên ở trên lâm sàng ạ. Các xét nghiệm khác, bệnh nhân có siêu âm tim thì thành thất trải dày, buồng thất trải không giãn ạ. Chức năng tâm tu thất trải trong giới hạn bình thường và áp lực động mạch phổi của bệnh nhân là 37. Các siêu âm bầu bụng thì chưa phát hiện bất thường ạ. Bệnh nhân có kết quả sinh thiết da ngón bốn tay phải ngày 6 tháng 3 năm 2024 tại chuyên khoa da liễu. Kết quả giải phẫu bệnh là mô bệnh học phù hợp với viêm da tiếp xúc ma sát ạ. Ghi điển cơ ngày 13 tháng 3 thì làm cả điển cơ cực kim thì ghi điển cơ tốc độ dẫn truyền cảm giác ở ngoài bi chi trên và chi dưới bình thường ạ. Bệnh nhân này được nội soi phế quản tại bệnh viện tỉnh thì lòng phế quản thông thoáng, ít dịch đục lòng phế quản, các xét nghiệm về AFB, Zinc bớt và mới ghi dịch phế quản âm tính, các xét nghiệm vi nấm cũng âm tính ạ. Tại khi lúc nhập viện thì bệnh nhân có tình trạng suy hấp phải thở HFNC, do đó là bọn em không tiến hành nội soi phế quản lại được thì các xét nghiệm về đờm của bệnh nhân hiện tại âm tính, làm cả CMV đờm cũng âm tính, BCB đờm âm tính. Bệnh nhân suy hấp không thực hiện được các xét nghiệm khác như là đo chức năng hô hấp, test đi bộ 6 phút và nội soi phế quản. Khí máu của bệnh nhân trong lúc nhập viện là thở oxy kính 3 lít trên phút thì POC bệnh nhân là 91. Bệnh nhân có những cơn khó thở khi gắng sức. Oxy thấp nhất là 46, SO2 là 85%, được chuyển thở HFNC flow 60 lít trên phút, FiO2 50%. Khí máu sau khi chuyển thở HFNC của bệnh nhân thì POC của bệnh nhân lên được 81. Ca lâm sàng này thì em được trình bày đây, nhất là bệnh nhân được chẩn đoán là sơ cứng bì. Tuy nhiên là trên cái phim phổi của bệnh nhân thì các tổn thương là chủ yếu là tổn thương OP, không phải là các dạng thông thường của sơ cứng bì, không phải là dạng tổn thương NSIB. Bệnh nhân thì được điều trị nền cơ bản sử dụng Medrol và HCQ, tuy nhiên là các triệu chứng hô hấp này tăng dần. Và xem lại những cái kháng thể của bệnh nhân thì rất nhiều các kháng thể liên quan đến bệnh lý một liên kết và bệnh lý cơ dương tính ạ. Sau đó thì chẩn đoán của bọn em đặt ra đấy là suy hô hấp, tổn thương phổi kẽ tiến triển và theo dõi bệnh chống lấp ạ. Em xin ý kiến của hội đồng về ca bệnh này ạ. Em xin hết ạ. Và thưa các thầy, đây là phim của bệnh nhân hội chẩn. Mình có hai video liên quan đến trên trung thất và trên cửa sổ nhu mô. Em xin phép mở cái cửa sổ trung thất trước. Để trên cái cửa sổ trung thất để chúng ta thấy là xuất hiện. Đây có lẽ cái phim chụp tháng 7 ấy. Chúng ta xem dần từ phía trên xuống phía dưới. Thì chúng ta thấy là có vẻ như là bệnh nhân này không có hạch lớn ở trong trung thất. Cái thực quản thì cũng chưa quá giãn như là các cái giãn thực quản điển hình của bệnh nhân sơ cứng bì. Trên các cái lát cắt mà đi qua vùng đáy của hai phổi thì chúng ta thấy là có xuất hiện những cái mảng tổn thương đông đặc, phân bố tương đối đối xứng ở cả hai bên. Và có lẽ là tuân theo cái phân bố của bó mạch phế quản, nó dạng ra phía ngoài thì dạng nan hoa. Thế thì ở trên phim cửa sổ nhu mô, phim cửa sổ nhu mô này có vẻ như là cái lớp cắt nó mỏng hơn so với cửa sổ trung thất 1 mm.
Chúng ta sẽ đợi một chút để phim chạy từ phía trên xuống phía dưới. Thì chúng ta thấy là ở phần đỉnh của hai phổi cũng đã có những cái tổn thương đông đặc và sơ hóa, có xẹp phế quản ngoại vi và có một chút giãn phế quản co kéo vùng đỉnh phổi. Các cái tổn thương này phân bố tạo thành các cái giải tập trung ở phần phân bố giải rác ở phần dưới màng phổi, hai phổi. Một số thì có cả đông đặc và cả kính mờ. Tuy nhiên thì cái tổn thương thì nó ưu thế ở vùng đáy hơn. Để sang phần đáy phổi chúng ta thấy là rất nhiều cái giải đông đặc dọc bó mạch phế quản. Và mặc dù nó chưa tuân theo cái tổn thương điển hình là NSIP ở vùng đáy hai phổi, Tuy nhiên chúng ta ở đây có thể thấy là một số vị trí nó có dấu hiệu chừa màng phổi tương đối là rõ ràng. Ví dụ ở vị trí này. Và như cái bài và theo cái tiến triển của tổn thương OP ấy, thì có lẽ tương lai những cái phần này nó sẽ tiến triển trở thành tổn thương kính mờ, và lúc đấy chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn NSIP. Tuy nhiên ở thời điểm này chúng ta chỉ có tiêu chuẩn OP thôi. Nếu mà chúng ta quan sát là nó theo một cái dạng giải, một cái giải bệnh lý, thì tương lai nó sẽ trở thành NSIP. Thế thì đối với cả hình ảnh này thì chẩn đoán về mặt hình ảnh nó là tổn thương OP lan tỏa và ưu thế vùng đáy hai phổi có phân bố dọc các bó mạch phế quản hai bên. Và cái tổn thương này là tổn thương dạng bán cấp hoặc là cấp. Kết hợp với cả những thông tin của bác sĩ lâm sàng đưa đến thì có thể nhận định là đây là một cái tổn thương OP liên quan đến yếu tố tự miễn. Em xin hết. Vâng, trong hồi đầu. Thì Vũ kiến nhé. Vâng. Theo em thấy thì cái lâm sàng ca này nó cũng diễn tiến được vài tháng rồi, thành ra là em thấy thì cũng hơi tiếc là cái khúc ban đầu có vẻ giống như là bác sĩ da liễu quản lý bệnh nhân, thành ra là không có hội chẩn với chị Phương Thủy sớm. Nếu mà hội chẩn với chị Phương Thủy sớm với bác sĩ phổi sớm thì có lẽ là tốt hơn. Tại vì nghe có vẻ giống như là nói là sơ cứng bì, nhưng mà tới giai đoạn sau thì mình lại không có đặt vấn đề là sơ cứng bì nữa, mình nói là chồng lấn. Thành ra là khi mà mình bác bỏ một cái chẩn đoán của đồng nghiệp ấy, mình luôn luôn cũng phải cẩn thận, rồi mình hết sức tôn trọng người ta. Thế thì em tìm những cái tiêu chí của sơ cứng bì ấy, thì đúng là không có rõ, không có reno, không có sơ cứng da gì cả. Mà bù lại ấy, thì cái tổn thương da thì mô tả giống y như một cái trường hợp mà gọi là viêm cơ, bệnh lý cơ viêm mà mình đang nghĩ là bệnh lý cơ viêm MDA phai dương. Thì bệnh nhân này khá là phù hợp ở cái chỗ là bệnh nhân thứ nhất là nữ, thứ hai là không hút thuốc, người châu Á mình thì cái bệnh lý MDA5 nó cũng nhiều hơn những cái đối tượng khác. Chỉ có điều là có một cái thông tin nó cũng làm hơi nhiễu, tức là cái đo điện cơ có vẻ bình thường, nhưng mà em mới kiểm lại xong là thường thường đo điện cơ thì nó không có nhạy và không đặc hiệu lắm. Còn cái men gan tăng với lại cái CK đó thì thường thường là CK thì nhạy hơn với tổn thương cơ. Nhưng mà em cũng mới kiếm được một cái bài nó nói là 50% bệnh nhân nó sẽ tăng Andola thay vì CK. Thành ra là nếu mà mình có thể định lượng thêm cái Andola thì cũng rất là tốt để xem là nó có tổn thương cơ cho bệnh nhân này không. Về cái bệnh lý từ miễn thì chắc là lát hồi chị Thủy sẽ nói thêm. Nhưng mà bệnh nhân này có hai cái kháng thể từ miễn là ANA với lại RO52 dương đó. Thì đó là những cái kháng thể không đặc hiệu. Thì nó chỉ gợi ý là bệnh nhân này có thể có bệnh từ miễn thôi. Còn Centromere A và B thường thường là nó hay gặp nhất là trong sơ cứng bì. Và cái độ đặc hiệu nó cũng tới 93%. Thành ra là đó là lý do tại sao có lẽ bác sĩ da liễu nghĩ tới cái chẩn đoán này. Nhưng mà những cái bệnh khác thì bao gồm có Sjögren cũng có thể có. Và theo cái kiểu mà tổn thương vừa OP, vừa tiến triển nhanh, vừa siêu hấp nhiều,
kèm với heliotrop dương rồi sẵn vô trong dương thì em vẫn nghĩ cái này là MDA5. Thì tìm hoài không thấy ban tổ chức đưa ra cái bộ kháng thể từ miễn 18 thông số của viêm da cơ, chắc là giấu để mình gì đó bàn luận cho nó vui. Thành ra là thôi thì mình làm cái bộ đó rồi bắt đầu mình chữa cho nó lẹ, chứ cái ca này là rất là siêu hấp, rất là nhanh và tử vong rất là cao. Dạ, chắc là xin ý kiến thêm của các đồng nghiệp khác. Cô bệnh nhân này thì về cái chẩn đoán đầu tiên thì em thấy rằng là nếu như mình nói rằng bệnh nhân này có cái cái địa chỉ cái đỏ mặt đấy, bấm cái nào thì em thấy rằng là cái bệnh nhân này thì có cái ban sẩn cót trông. Cái này thì nó là một cái dấu hiệu mà nó rất là đặc hiệu cho bệnh lý viêm da cơ. Nó xuất hiện ở trên mặt duỗi của các cái khớp như là khớp bàn ngón, và em thấy nghi ngờ là cả khớp ngón gần có. Kèm theo thì em thấy rằng bệnh nhân này có một cái tình trạng viêm mạch ở quanh các cái móng khá là nhiều. Cho em xin lại cái ảnh mặt của bệnh nhân. Tuy nhiên thì nếu như mà mình nói rằng là bệnh nhân này có một cái ban màu đỏ tím ở vùng quanh hốc mắt thì em thấy nó hơi bị ép cùng. Từ vì cái ban mà màu đỏ tím thì nó thường là xuất hiện ở cái vùng mi mắt của bệnh nhân. Mà nhìn đây thì thực sự thì em thấy rằng nó cũng không hẳn là nó có cái thay đổi màu sắc, và kèm theo thì nó sẽ có cái sưng phù vùng hốc mắt của bệnh nhân, đặc biệt là giống như là bệnh nhân sau khi khóc vậy. Thế thì bệnh nhân này để bác sĩ da liễu thì chẩn đoán là một cái sơ cứng bì dựa vào cái sinh thiết da ở cái vùng ngón tay này. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là cái sinh thiết da này nó cũng không được chuẩn lắm. Tại vì ở các bệnh nhân sơ cứng bì, mà đặc biệt là đối với sơ cứng bì thể khu trú, thì nếu như mà mình có chỉ định sinh thiết da thì mình sẽ thường là sinh thiết da ở vùng mu tay của các cái ngón tay ấy, thì nó sẽ phát hiện được cái tổn thương sơ cứng da ở các bệnh nhân sơ cứng bì. Tuy nhiên thì bệnh nhân này lại sinh thiết ở vùng gan bàn tay, nên có thể mà vì thế thì bác sĩ giải phẫu bệnh đã đọc cái tổn thương chỉ là viêm da tiếp xúc. Em xin quay về cái kháng thể. Thì ở bệnh nhân này cho cái lại vùng khuỷu tay. Cái vùng khuỷu tay thì mình nói rằng cái dấu hiệu đây là ban sẩn gót trông. Mình đúng ra thì người ta không gọi là ban gót trông đâu, mà người ta gọi đây là dấu hiệu gót trông. Cái dấu hiệu gót trông thì bệnh nhân cũng sẽ có ban ở mặt duỗi của các cái khớp, tự nhiên là khớp khuỷu hoặc là khớp gối hoặc là ở vùng cổ chân. Tuy nhiên thì cái này nó cũng nhìn em thấy nó cũng không điển hình của một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu gót trông. Trong bệnh lý viêm da cơ nó có hai dấu hiệu, người ta gọi là dấu hiệu ban sẩn gót trông và dấu hiệu gót trông. Cái dấu hiệu ban sẩn gót trông thì nó xuất hiện ở mặt duỗi của các cái khớp như em vừa kể, và nó sẽ đặc hiệu hơn so với bệnh lý viêm da cơ. Còn cái dấu hiệu gót trông, người ta gọi là gót trông sai, thì nó không đặc hiệu cho bệnh lý viêm da cơ. Cho em xin về cái kết quả kháng thể của bệnh nhân. Thì bệnh nhân này có kháng thể kháng nhân dương tính, và đặc biệt là có kháng thể kháng centromere dương tính. Thì cái kháng thể kháng centromere dương tính này nó thường có độ đặc hiệu cao trong các cái bệnh nhân sơ cứng bì thể khu trú. Nên nếu có thể được thì bệnh nhân này thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân, bác sĩ có thể là gửi bác sĩ khớp hoặc là bác sĩ da liễu khám kỹ lại, và chúng ta có thể là chỉ định lại cái sinh thiết da vùng ngón tay, nhưng mà mình sẽ sinh thiết ở vùng mu của ngón tay để mình sẽ phát hiện xem là bệnh nhân có tổn thương sơ cứng bì không. Vì cái kháng thể kháng centromere này thì nó thường là dương tính trong sơ cứng bì thể khu trú. Tiếp theo nữa là bệnh nhân này thì em thấy đó là bệnh nhân có cái kháng thể kháng RO52 dương tính, kèm theo là bệnh nhân có cái kháng thể kháng nhân dương tính, thì em xin là mình sẽ làm thêm một cái bộ xét nghiệm của kháng thể của bệnh lý viêm cơ tự miễn để xem là bệnh nhân này có cái kháng thể kháng MDA5 dương tính không. Tại vì ở các bệnh nhân có kháng thể kháng MDA5 dương tính thì bệnh nhân có thể có các cái tổn thương da của bệnh lý viêm da cơ, nhưng mà tổn thương cơ thì nó lại ít gặp, hoặc thậm chí là bệnh nhân không hề có biểu hiện tổn thương cơ. Chúng ta làm xét nghiệm men CK cũng có thể là không tăng, rồi làm điện cơ cũng có thể là không thấy tổn thương cơ. Tuy nhiên nổi bật trên lâm sàng thì bệnh nhân sẽ có một cái bệnh lý viêm phổi kẽ tiến triển nhanh. Ở bệnh nhân này thì em cũng đã thấy là bệnh nhân đã được làm RF dương tính, tuy nhiên thì em vẫn muốn làm thêm cái anti-CCP cho bệnh nhân. Vì bệnh nhân nữ mà 50 mấy tuổi, nhiều khi cũng có thể là một cái tổn thương phổi của bệnh lý viêm khớp dạng thấp, mặc dù là bệnh nhân không có biểu hiện khớp trên lâm sàng. Vâng, em xin hết. Dạ vâng ạ, em kính thưa thầy Châu và các thầy cô trong hội đồng và các anh chị đồng nghiệp ạ. Về cái ca bệnh này thì chúng em cũng tiếp nhận bệnh nhân về cái tình trạng suy hấp nó tiến triển rất là nhanh, và cái nhu cầu oxy của bệnh nhân tăng lên rất là nhanh trong vòng vài ngày, và cái tổn thương phim X-quang chụp lại trong vòng mấy ngày nó cũng xấu đi rõ rệt.
và kết hợp với cái lâm sàng là bệnh nhân có những cái dấu hiệu cái sẩn cót rông ở mu bàn tay khá là rõ. Thì chúng em cũng đã có kinh nghiệm về những ca này thì hay gặp cái thể viêm da cơ mà không có tổn thương cơ với MDA5 dương tính thì chúng em đã gặp rồi. Và chúng em cũng đã gặp những cái trường hợp như vậy nhưng mà các kháng thể nó đều âm tính cả. Thì trường hợp bệnh nhân này thì em lại thấy là bà ấy lại có một cái centrome dương tính kể cả định lượng và bán định lượng và dương tính khá là mạnh. Cho em nghĩ rằng là bởi vì cái đó cho nên là đợt trước là bác sĩ da liễu mới nghĩ đến xưa cứng bì. Thế nhưng mà đấy cũng là một cái kém may mắn của người bệnh. Thế thì với cái trường hợp như này thì chúng em đã phải điều trị bao vây kháng sinh cho bệnh nhân. Thì em nghĩ rằng là em cũng đồng ý với cả ý kiến của Phó Giáo sư Vũ và Phó Giáo sư Thủy là sẽ làm cái xét nghiệm về panel viêm da cơ cho bệnh nhân. Bởi vì trong cái panel đấy thì mới xét nghiệm được cái chỉ số MDA5. Thế còn các cái xét nghiệm về sinh thiết cơ hoặc là sinh thiết da thì chúng em sẽ cho bệnh nhân làm nếu như mà về mặt hô hấp có thể cho phép ạ. Vâng, Phương ý kiến gì ạ? Dạ vâng, kính thưa thầy Châu, kính thưa các thầy các cô thì em cũng chỉ có xin một cái ý kiến nhỏ đấy là khi mà mình mà tiếp cận chẩn đoán và đưa ra đến chẩn đoán cuối cùng theo đề xuất của các thầy các cô đấy là sàng lọc để xem là có chồng lấn, xơ cứng bì hay là viêm da cơ thì khi mà mình ở đây thì bệnh nhân cũng có tổn thương phổi thì chắc là mình cũng sẽ phải sàng lọc xem là có cái căn nguyên nhiễm trùng gì không. Trên phim phổi thì thấy là nó có tiến triển lên nhưng mà ở đây giả soát các xét nghiệm thì thấy làm cantiferol thì cũng chưa thấy có làm. Thế mà cái bi lăng nội soi thì làm ở Thái Nguyên thì không biết là cái kết quả như thế nào ạ. Vâng, em xin hết. Vâng, trên đây tôi xin hỏi luôn là bệnh nhân này được bác sĩ Gia Liễu là ở đâu theo dõi? Em tôi thấy bác sĩ Gia Liễu mình về Bạch Mai ạ. Thế à? Thế thì tôi cũng nói thẳng nói thật luôn, nhìn mặt bệnh nhân đầu tiên là lâm sàng ấy, mặt bệnh nhân mặt đấy không phải siêu cứng bì, tôi phải nói thật với các bạn thế đấy, chưa phân tích đến cái tay của cô Thủy, nhưng cái nhìn cái mặt bệnh nhân đấy là nó không ổn rồi. Nào mời em. Dạ em thưa cô là kết quả quantiferon của bệnh nhân âm tính ạ. Và bệnh nhân nội soi phế quản tại bệnh viện tỉnh Thái Nguyên thì có làm cả Bergit, Zinicbus âm tính ạ. Ở bệnh viện Bạch Mai thì cũng được làm lại các xét nghiệm về đờm ạ, lấy PCR đờm AB đờm âm tính ạ, các xét nghiệm vi nấm hiện tại cũng đang âm tính ạ. Em làm cả CMV PCR trong đờm thì cũng đang âm tính ạ. PCP đờm cũng âm tính ạ. Hiện tại trên căn nguyên vi sinh thì chưa có bất thường gì cả. Căn này thì cũng có anh bật cho em cái kết quả. Đã được làm bổ kháng thể panel viêm da cơ và sinh thiết cơ ạ. Thì bệnh nhân này MDA5 3+ ạ. Đấy, kết quả của bệnh nhân này thì khi vào viện thì bọn em đã nghĩ đến một cái là tổn thương phổi kẽ liên quan đến bệnh lý viêm da cơ ạ. Nên là CK bệnh nhân không tăng, bệnh nhân thì phim phổi tiến triển rất là nhanh, ferritin thì tăng rất là cao và bệnh nhân suy hấp gắng sức. Khi mà có những cái gắng sức ấy, SpO2 tụt rất là sâu. Sau đó thì bọn em cũng nghĩ đến bệnh lý của viêm da cơ và có được tiến triển cấp tính tổn thương phổi. Nghĩ đến một cái viêm phổi tiến triển cấp tính thì đã cho tiến hành tăng liều corticoid ạ và làm xét nghiệm về kháng thể. Thì bệnh nhân này có MDA5 3+ ạ, KU thì dương tính, RO52 3+ ạ và làm kháng thể kháng nhân thì có Centrome 3+ ạ. Nên là chẩn đoán của bọn em vẫn là sở một cái có bệnh lý về xơ cứng bì chống lấp với viêm da cơ. Và kết quả sinh thiết da này thì bệnh nhân hiện tại chưa sinh thiết được, có 10 bác sĩ cơ xương khớp sinh thiết cơ tại giường cho bệnh nhân. Thì có kết quả sinh thiết cơ là các mảnh sinh thiết lấy vào các mô cơ vân ạ. Thấy một số sợi cơ teo nhẹ, giảm kích thước, mô đệm thanh mạnh, không thể xâm nhập viêm ạ. Và chẩn đoán mô bệnh học của ca này là mô cơ vân teo nhẹ, không đặc hiệu ạ. Dạ, về cái tiên lượng thì em xin nói một tí. Thì thường thường là MDA5 dương càng nhiều, mình càng nghĩ nó hay tiên lượng nặng. Nhưng mà cũng có bạn nghiên cứu nó bảo là cái tiên lượng nặng nó không phụ thuộc vào mức độ dương. Mà một cái số mặt cơ viêm khác giống như ferritin hồi nãy các bạn có để xanh rồi đậm đậm á. Thì càng ferritin càng cao, tiên lượng càng xấu. Thì mấy cái ca tụi em chữa thì tử vong cũng nhiều. Nhưng mà cái ca này thì không biết sao em nghĩ dám chừng là có thể qua được là tại vì procalcitonin nó thấp. Thường thường thì mấy ca này thì giống như Trang nói, em cũng có hay cho kháng sinh. Nhưng mà nếu mà giống như các bạn theo dõi được 2 lần rồi đó, các bạn thấy là procalcitonin không tăng, thường thường tụi em ngưng kháng sinh sớm rồi cái...
sử dụng ức chế miễn dịch rồi hoặc là thay huyết tương hoặc là truyền cái IVIG tùy thuộc cái tài chánh của bệnh nhân. Thì mấy ca này nó hay chết là tại vì mình cho ức chế miễn dịch nhiều quá, nó nhiễm trùng, thì nó là ca này procalcitonin thấp, thì em hy vọng là nó có thể qua được. Dạ. Thế bây giờ Phương Anh trả lời xem hy vọng của thầy Vũ có trở thành hiện thực không? Dạ không ạ. Bệnh nhân này thì được bulocorticoid về liều bulut ạ, trong vòng 3 ngày và có truyền endosan theo cân nặng mét vuông dạ và kết hợp với tacrolimus ạ. Tuy nhiên thì bệnh nhân tiến triển không cải thiện, FPO2 càng ngày càng tăng dần, sau đó phải lên thở HFNC flow 60, FPO2 lên đến 90-100% ạ. POC trong khí máu của bệnh nhân dao động từ 54-68 thôi ạ. Bọn em cũng có hội chẩn với khoa hồi sức tích cực để tiến hành PEC sớm cho bệnh nhân ạ. Tuy nhiên thì bệnh nhân không qua, bệnh nhân vừa mới xin về trước hội nghị ạ. Ok, rồi, thôi cảm ơn. Cũng rất là kết cực, cũng không được tốt, nhưng mà thuốc cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Xin nhắc lại, thì thuốc lâm sàng đầu tiên phải lâm sàng cho nó chắc đã. Rồi sau đó hỗ trợ bằng các cái xét nghiệm, rồi trao đổi các hội chẩn, các chuyên khoa với nhau. Bệnh nhân này thì về chẩn đoán sau thì nó cũng rõ rồi đúng không ạ? Thôi chứ, nếu không ai kiến gì thêm nữa, các thầy cô, các anh, các chị có ai trao đổi gì thêm không? Em kính thưa các thầy cô, thì ví dụ như trong trường hợp này thì thấy rằng là bệnh nhân có cái tổn thương phổi kẽ và được chẩn đoán là một cái bệnh mô liên kết hỗn hợp, rồi có thể là có viêm da cơ rất là nặng, tiến triển rất là nhanh. Thì sáng nay chúng em cũng nghe cái bài trình bày của cô Phương, thì khi mà mình tiếp cận những cái tổn thương phổi kẽ trong bệnh lý mô liên kết, mình có khi mà mình chỉ định làm các cái ngoài cái việc khám lâm sàng tỉ mỉ, cái đấy rất là quan trọng, nhưng mà cũng như cái ca này trình bày ban đầu thì cũng có thể ban đầu các cái triệu chứng nó không có đầy đủ hoặc là nó không có những cái triệu chứng đặc hiệu. Thì với cái việc mà mình chỉ định các cái xét nghiệm tự kháng thể từng bước, ví dụ như là mình làm đầu tiên là làm xét nghiệm ANA rồi anti-dsDNA và làm các cái RF rồi CK hoặc là anti-CCP chẳng hạn, sau đó âm tính thì tiếp theo mình mới làm các cái bước tiếp theo là các cái kháng thể như là anti-SCL70, RNP vân vân, rồi lại các bước tiếp theo nữa. Thế thì ở Việt Nam mình thì các cái xét nghiệm kháng thể này thứ nhất là rất là đắt, thứ hai nữa là mỗi một lần làm là chờ đợi mất khoảng một tuần. Và với những bệnh nhân mà tiến triển có thể bị các bệnh lý mà tiến triển rất nhanh như thế này thì cái đó nó có phù hợp với lại cái điều kiện Việt Nam của mình không? Và hiện tại thì mình hay làm hai cái bộ là panel, cái bộ profile 23 và bộ panel viêm da cơ. Nhưng mà ngoài ra ở Bệnh viện Bạch Mai thì không có cái bộ đấy, và các bác sĩ cũng làm các cái kháng thể kháng nhân, kháng dsDNA, làm các cái xét nghiệm mà SCL70 rồi RNP70, Centromere v.v. Sau đó thì bệnh nhân lại được chỉ định làm thêm những bộ đấy, nó có một số các cái xét nghiệm nó trùng lặp. Thì vậy thì làm thế nào để bệnh nhân có thể được chẩn đoán nhanh nhất? Vì như chúng em ở phòng khám thì chúng em rất sợ bệnh nhân không quay lại, và thường chúng em sẽ cho bệnh nhân làm luôn một loạt các cái tự kháng thể, như vậy thì cũng rất là tốn tiền, nhưng mà bệnh nhân có thể sẽ có kết quả sớm. Và ví dụ như giữa cái bộ profile 23 với lại một số các cái xét nghiệm mà mình chỉ định được như ở Bệnh viện Bạch Mai là SCL70 rồi RNP70, ZO1 các thứ, thì vậy thì mình có nên là bỏ qua cái đấy và mình làm luôn cái bộ profile 23 và cái bộ panel viêm da cơ cũng như là cái ANA miễn dịch huỳnh quang và anti-dsDNA hay không ạ? Em xin hết ạ. Đó, mời cô Phương trả lời câu hỏi tiến sĩ Quyên làm thế nào mà ngon bổ rẻ. Vừa nhanh mà vừa... Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Quyên. Nhưng mà ở đây thì với những cái hướng dẫn ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là khi chúng ta chỉ định xét nghiệm thì nó phải phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân... Trong cái trường hợp mà những cái bệnh nhân mà tiến triển nhanh thì mình chắc là mình cũng sẽ phải làm được cái gì tối đa cho bệnh nhân làm. Chứ còn nếu mà mình lại làm từng bước thì chắc là cũng không phải. Thế thì cái đấy là cái mà mình sẽ phân tầng yếu tố nguy cơ của bệnh nhân để mình làm. Nếu mà mình nghĩ nhiều đến là cái này thì là trong các hội đồng hội chẩn thì các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng đã ngồi cùng với chúng ta, và ở trung tâm hô hấp bệnh viện Mai thì các bác sĩ cũng đã phải học hết tất cả những cái tổn thương mà định hướng là cái tổn, tức là những cái chuyên sâu thì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh rồi, nhưng bác sĩ hô hấp chúng ta hoặc là bác sĩ nội khoa chúng ta cũng phải quan tâm đến những cái tổn thương mà trên chụp các lớp vi tính và nó hướng tới là cái bệnh lý mà tự miễn, thì cái đấy là cái mà mình nên chủ động đấy, chứ còn không phải là mình cứ đợi đến lúc nào đợi hội đồng hội chẩn rồi đợi qua rất nhiều những cái hội chẩn thì nó sẽ chậm cho bệnh nhân. Thì cái đấy là cái thì tôi cũng thấy rằng là chính mỗi bác sĩ phải, mỗi một ca lâm sàng là mình rút ra kinh nghiệm. Và đặc biệt nữa là nếu mà mình có điều kiện tiếp cận thì mình sẽ học để xem là với cái CT như vậy thì mình sẽ biết thêm được, mình phân tầng yếu tố nguy cơ để mình chỉ định ạ. Vâng, biết bác sĩ Trang có bổ sung thêm gì không?
nhiều kinh nghiệm. Dạ vâng ạ, em xin phép bổ sung một chút về cái chỗ mà chỉ định kháng thể như thế nào. Thì với cái quan điểm của em thì em sẽ dựa vào cái lâm sàng và phim của bệnh nhân xem là định hướng cái gì. Bởi vì cái phim chụp cắt lớp vi tính nó sẽ định hướng rất là tốt cho mình là có hướng đến CTD không. Ví dụ như là OP mà phân bố dọc theo bó mạch phế quản, phân bố ngoại vi, phân bố ở đáy phổi ưu thế hoặc là NSIP thì nó rất rất là gợi ý đến cái bệnh lý tự miễn. Hoặc là EYP nhưng mà nó có các ba cái dấu hiệu giống như trong bài trình bày của cô Phương, đó là dấu hiệu bờ trước thùy trên, dấu hiệu exuberant honeycombing và dấu hiệu gọi là dấu hiệu bờ phẳng ạ. Thì khi mà trên phim nó có những cái dấu hiệu đấy là nó rất gợi ý đến CTD. Ngoài ra thì cầm cái bàn tay bệnh nhân lên xem là có dấu hiệu viêm mạch không. Nếu có những cái dấu hiệu như thế thì em sẽ chỉ định làm ngay bộ kháng thể viêm da cơ ngay từ đầu ạ. Tại vì cái chỉ số MDA5 thì không làm được riêng biệt ở đâu cả. Mà sợ nhất là MDA5, cho nên là mặc dù cái đấy nó cũng rất là đắt tiền nhưng mà em vẫn sẽ thuyết phục bệnh nhân để làm cái xét nghiệm đó. Thế còn cái bộ profile 23 thì em thường sẽ không làm ngay, bởi vì có rất nhiều chỉ số trong profile 23 mình có thể làm được ELISA. Mà đặc biệt là kháng thể kháng nhân thì em cũng đã cố gắng là trong các bài nói hoặc là trong các cái buổi hội chẩn em đã cố gắng để các bác sĩ nhớ là mình sẽ làm bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang để sàng lọc vừa nhạy, độ nhạy cao mà vừa cho mình biết về cái hình thái của kháng thể kháng nhân. Thì hai cái đó thì em nghĩ rằng là mình sẽ lưu ý được, chứ không cũng không nhất thiết là mình phải làm cả hai bộ kháng thể cùng một lúc và định hướng bằng lâm sàng. Ví dụ em thấy có những trường hợp đưa ra hội chẩn tổn thương phổi nó là các cái nốt dạng như là hướng đến HP hơn chẳng hạn thế. Thế thì nhưng mà các bác cũng cứ cho làm toàn bộ kháng thể thì là một bộ rất là nhiều tiền. Mặc dù là cái phim và lâm sàng cũng không gợi ý nhiều về CTD, cho nên thực tế là mình phải dựa vào phim chụp và lâm sàng nó có gợi ý cho mình CTD nhiều không thì mình quyết định làm các cái bộ kháng thể cho nó phù hợp. Còn về cái việc sàng lọc thì kháng thể kháng nhân bằng miễn dịch huỳnh quang là được chỉ định cho tất cả các trường hợp mà có phát hiện tổn thương phổi kẽ ạ. Em xin hết ạ. Còn ai ý kiến gì thêm nữa không ạ? Tổng quát là bệnh nhân này đầu tiên là phải khám kỹ lâm sàng, nhìn mặt nhìn tay cho kỹ vào, là định hướng được khối bệnh rồi và cũng loại được một số bệnh rồi, rồi kết hợp với chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta sẽ có cái định hướng là các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Ví dụ cô Thủy phân tích đấy, cái ngón bàn tay này, mặt thì không phải xương cứng bì rồi, bàn tay có sẩn thông rồi thì phải nghĩ viêm đầu tiên phải nghĩ viêm da cơ, đúng không ạ? Đấy ví dụ đấy thôi chứ chưa cần làm thêm cái gì khác, chúng ta đã có thể định hướng được rồi mà.